Tao nói cái máy này máy lắc chỗ lắc nè, tao nói buổi sáng này đâu tao đang ngủ mở cà phê lên vừa là ăn nó sáng cực xong cái kỳ ông khách nhiệt, ông gọi là chạy đến coi coi như thế nào, xong thì rồi thật bóp sự ra bóp cái nó máy cũng này á chạy, nó nó bị mở cái hiện không tượng là được vừa ra, mới mở nhưng mới mà lên chút trong xíu vòng là khoảng 5 chừng phút 1 sau tới là 2 nó tắt phút là liền tự rồi. động nó ngắt Đó, nguồn, nó chắc tắt mừng luôn cái cái remote gì. đó. Thì kiểm tra lại thấy cái vấn đề là cái motor 5 quạt phút nó không em chịu coi. quay, thì trong cái bo quạt, trong cái bo mạch á, trên cái Hàng bo, đồ trên cái da quạt nó có nha. một cái relay để bảo vệ, thì tự động sẽ trong vòng vài giây nó sẽ ngắt, nó bảo vệ cái Không nguồn. Đây là cái có hiện thêm tượng à mà dây gì cũng hết sức là thường gặp mà khi mình đi làm cái nghề máy lạnh của mình đó quý vị. Mình mở lên chút nào đó xíu quý là vị tắt liền coi nhỉ. không. Đấy, mình cùng với cái anh chủ nhà kiểm tra coi tại sao cái máy nó bị kỳ vậy, thì anh mới báo mình cầm cái remote mình hướng lên. Thì kiểm tra như thế nào mình sẽ báo lại khách hàng như thế đó, sẽ báo giá cụ thể rõ ràng, bắt đầu mình mới tiến hành mình làm. Thì phải chờ ít nhất á, là nó vài phút để coi như thế nào, nó ra sao. Thì thật sự ra mới Đây mở chưa? lên chút xíu là tự động nó cắt cái bập, nó ngắt hết trơn, hết rồi, màn hình nó kia các kiểu cái gì. Đấy, các bạn thấy không, hiện tượng thứ hai là mình đóng trực tiếp là mình kiểm tra coi xử lý cái quạt nó xong sơ thôi, cho nó chạy tạm thì bắt đầu hiện tượng nó tiết hệ lên. Thì đây là cái hiện tượng một số bạn thì gọi là thiếu ga cũng đúng, nhưng mà chúng ta hãy kỹ hãy nhớ có một cái loại máy, một số loại máy như Panasonic như là hay là Electrolux này nè, thì nó sẽ chạy qua cáp, chí ít là nó chạy qua khoảng chừng tầm 5 cho đến 10 phút bắt đầu tuyết tự nó sẽ tan. Thì đây bây giờ mình đã tháo cái bo mạch ra rồi, mình đi xử lý nó, sửa cái bo mạch xong bắt đầu mình sẽ gắn trở lại để mà cho cái máy nó chạy thử.